Ok, what's go? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với lại game Strike Online. Và chúng ta đang ở bảng một tên bảng 38, đi vào 38 chương 1. Đi vào 38 chương 1. Một mình đấu với lại 44 tên khủng bố. Ok. 4 tên, 5 tên rồi. Thì có thể là game. Vâng, các bạn thì có thể là game. Còn nếu ngoài đời thật thì mà đấu như thế này thì toàn ngay AK-47. Hiện tại thì mình đã mua khẩu súng ngắm, khẩu súng bắn tỉa. AK-47. Ok. Những tên khủng bố rất nguy hiểm. Chúng ta đang ở 6 huyệt của khủng bố. Ok. Có tiếng súng. Tức mình. Ôi, không có. Ai không bắn tỉa. Ôi. Ok. À, 5 tên rồi. 44 tên thì mình đã giết được 27 tên. Đây là những tên khủng bố. Đây chúng ta có thể thoải mái tiêu diệt. Vài tên nữa. Như thế con này kìa. Ok, let's go. Chúng ta đến với lại đi vào 39 của chương 1. Ok, mình đang vác khẩu súng bắn tỉa. Súng bắn tỉa. Một em. Ba em đã ra đi. Ok. Đuổi được khẩu AK rồi. Con. Ok. Trời. Hay súng liên tục. Vì một mình vừa đấu đầu đối đầu với lại 45 tên khủng bố. Ok. Ok.
Ồ, chết ạ. Bốn mươi năm tên khủng bố. Mà chúng ta phải nhớ là nhìn trên map bản đồ bên trên ốc thả của chúng ta nhé. À, có tên gì chưa? Ủa trời. Ô. Chúng bắn cửa. Còn 20 viên nữa. Xin ra hết tốt. Ồ, em được rồi. Ồ. Headshot. Headshot. Hết đạn rồi. Một tên nữa thôi. Ok, bên góc này. Ok, sau đi vào cuối cùng. Đi vào 40-1. Vào 40-1. Ok. Thấy rồi. Bốn mươi sáu tên. AK đi sang nó máu. Ba tên cùng ở đây à? Bắt gặp rồi. Tên cuối ở góc đấy. Ừ.
5.000 quân. 5.000. 5.000. Ok, còn 12 tên nữa. Còn 12 tên nữa. Phải thật nhanh nhá. Phải thật nhanh nhá. Phải thật nhanh. Ôi mà không. Ơi. Ai? Chạy cho nó đi vào đấy chứ báo gì? Chạy cho nó vào chứ báo gì? À rồi. Quấn quấn với bố một lúc rồi. Quấn cho bố một lúc rồi.